rồi. Zumper lại phơ. Như vậy gọi là hat-trick 3 phát rồi. Nói chung Quang Cao Thông chỉ là tay chém thôi, nhưng đừng để cho anh cầm những nhiều chém tuyển quá. Thì Quang Cao Thông là người ép đời cũng khá tốt. Chống Quang Cao Thông cầm những cái chém tuyển cũng khá nguy hiểm. Một đàn hiệu 4 đang được sai quy lùa về rồi. Chỉ là một đàn hiệu 4 thôi. Bạn rất là thiết kế được chiếc kế sớm thì có thể đi ăn được các loại khác thôi. Bạn bật được một hộp không ăn. Xem cái gì rồi. Bạn là đối diện với Spur rồi. Đây rồi, thấy bãi quả rồi, bãi khá tươi rồi. Chỉ cần 2 vòng nữa thôi. Quang Giao Thông lại liên tiếp được cầm cơ. Đây là cơ thứ 3 rồi. Quang Giao Thông kém có bản Hacker rồi. Xin kế chế đầu tiên. Thôi có 3 sư tử. Hơi đen đánh cho trái quê rồi. Đã làm súng một dân rồi, hình như là đang view máy trai quê nên hình như trai quê sẽ rất đen thì phải. Máy trai quê đánh rất hay khi đấu với vũ sĩ hiệp. Từ lúc view máy thì đã liên tiếp những trận sấp mặt rồi. Về bài đã đủ đồ rồi. Một đàn hiêu đầu 4, một bãi quả, một đàn hiêu. Bài không biết thi đấu bao dân đây, 2-3 dân hay sao. Đối diện với Per thì cũng rất khó là nhiều dân. Chỉ có ép đời nên là thi thố thôi. Còn 2S rồi. Bài 24 dân. Bài ép đời khá chuẩn, 24 dân. 24 dân trên 1 và 25 dân kích trong 75x. Trận thi đấu chỉ kích trong 10 thôi. Trận thi đấu kích 10 dành cho trai quê. Bài kích 10 dành cho trai quê thôi. Bài 24 dành cho 25 kích 10 rưỡi.
đi đời khá sướng. Đó là một số con thỏ. Vâng, không phải bài lại lên được khá sớm rồi, điểm số anh đã 270 rồi, chạy giò chắc là lọt. Bài này xong được khá khỏe, anh cho trai quê. Homus, hình như đánh chắc nhà hay sao? Hình như không đi dâng nhà cho nghèo các kiểu rồi. Nó không lại là một bài phun công của Trung Giáp. Lại một bài phun công của Trung Giáp. Do Quang Lao Thơm cũng chết rồi. Thế là tấn đánh cho cơ rồi. Rồi, chưa lên được cánh xe đâu. Hai con đàn bà sao? Xe này có thể thua rồi. Trận đấu thi đấu khá khó. Chưa chết con dân nào mà chết có một con Quang sẽ chuyển Kuma ngay sau đây thôi. Không biết sẽ lên Kuma hai áo chưa. Tơ này công lên chắc là có hiệu quả thì mình có cửa. Một pha lọt nạc đào giữa nhà chính. Rất ảo. Mà lại không có con quân nào ở nhà. Rất ảo để cho Quang Lao Tông con nạc đào vào giữa ruộng luôn. Khá dị. Và chỉ là con lạc đà thôi, chứ đến 4 dân rồi. Một pha công lên. Tài quê đang công lên 3 phù thủy của mình. Nhưng mà chưa thấy cái gì để hú cả. Dân thì đang cày ruộng rất chăm chỉ, nhưng chưa thấy cái củ ba hay là lạc đà để có thể hú được. Đây cũng có hai áo ở trong nhà bắn ra. Đừng lại đen ai thì chết. I start one, I start one.
Thomas Oklahoma. Đi rất chậm. Thomas. Còn phải thi đấu. Ừ, đã 3-2 dân rồi. Và nó không ra dân rất nhanh rồi. 3-2 dân rồi. Và bây giờ phải xong cái 3L. Phải cho lại cái đấy rồi. Phan đi không ăn lỗi. Không biết bắt được không? Chắc cũng có giáp rồi. Nhưng vẫn bắt được không? Bắt được. Tên này vẫn bắt được dành cho khai quê. Nhưng tên này con giao thông mà bị bắt thì đang điều chém. Bài này bây giờ thì là 2L thôi. Đẩy lên ngay sau đây. Bài vẫn sắp đầu đều 3L của trai quê. Trai quê cũng sắp đều 3L. Homes, pha đứng quân này hơi xương rồi. Đứng quân đi cạnh rừng mắt thật là chúng ta vào cũng chưa biết kém rồi. Đây rồi, và trận này là bắt được mà. Rồi con này ăn được. Con này ăn được. Chém. Đi sai rồi, 3-0.